Chào mừng mọi người đến với live stream sell off giảm giá nha. Hôm nay mình sẽ sell 50% luôn. Đó, một dàn ghế gỗ gõ đỏ này giá của nó chỉ có, hiện tại mình đang bán một cái ghế dây gõ giá là 4,2 triệu, nhưng hôm nay mình chỉ bán với giá là 1,900,000. Đó, quý anh chị em thấy đẹp không? Đây, quay sát vào cho quý anh chị em xem. Live stream sell off giảm giá nha quý anh chị em. Live stream sell off giảm giá. Đó. Rồi xong. Mua về xong cái về chất quất thì sao vậy? Vì mua phải hàng đều. Khi mà quý anh chị em nhìn trên ống kính thì mình đa phần cái màu sắc này nó đều na ná giống nhau, mình cứ tưởng nó là cùng chất cây, cùng chất gỗ. Và thiết kế thì nó nằm sướng, nhưng mà thực chất ra là không phải. Tại vì sao vậy? Tại vì ba cái mẫu ghế này nó là chất cây khác nhau. Ví dụ như bây giờ mình quay sát ống kính lại cho quý anh chị em xem này. Quay sát ống kính lại thêm một lần nữa để cho quý anh chị em nhìn ba cái ghế này một lần nữa nha. Đó, nhìn kỹ, thật là kỹ luôn. Thì quý anh chị em có thể thấy là đó, có thấy sự khác biệt nhau không ạ? Đó, đây thêm cái ghế này nữa. Trời ơi, đấy là mình để gần nhau luôn đấy nhá. Và bây giờ mình sẽ phân tích cái chất liệu đó cho quý anh chị em xem nha. À, cái ghế này đây thì chất liệu của nó sẽ là gỗ cam xe. Nhìn đẹp không ạ? Cam xe này sở dĩ cái màu của nó lên đẹp như vậy ấy, là cái dòng cây này mình xài là dài Campuchia, Lào, Việt Nam. Do vậy cái dòng cam này là một trong những dòng cam mà bây giờ quý anh chị em ra ngoài thị trường kiếm rất là khó nha, chứ không phải là dễ nha. Và là 100% là cam hết. Mình sao mình biết? Rất là dễ, mình chỉ cần lật cái phần dưới gầm này cho quý anh chị em xem mà. Đó. Đúng chất cây, nếu mà ghi gỗ cam ấy thì quý anh chị em chỉ cần chè tí đi thì mình sẽ có thể thấy là nó cái màu của nó hơi kem kem à. Đó, màu của nó hơi kem kem. Và đây. Đó, hoặc là cái phần tay ghế này. Đó, quý anh chị em ngó phần tay ghế này. Tay ghế này thường là mình sẽ chè ra sơ để cho nó khi cầm nắm nó mịn á. Do vậy mình có thể thấy là cái màu kem kem của nó là cam Việt, Lào, Campuchia nha, chứ không phải là cam Úc hay là cam Châu Phi đâu nha quý anh chị em. Và giá của chiếc ghế dây này chỉ có giá là 3,2 triệu thôi. Đó, tiếp theo là giá ghế sell off 50%. Đây cho quý anh chị em xem. Đó, quý anh chị em có thể lấy về nhà lấy cái gì cũng được, chè giấy nhém hay mình sẽ chè ra thì mình sẽ thấy là cái cây này mình, quý anh chị em thấy không? Đó, cái này là mình chè ra thì mình thấy là cái màu của nó hơi sáng sáng. Đây, coi kỹ ở hơn ở dưới gầm. Đó, ở dưới gầm thì mình có thể thấy thêm là cái phần cây này. Đó, nó trắng trắng này. Thì chất cây này nó chỉ là chất cây gỗ chèm rừng thôi. Do vậy nó mới giá sell off của nó là chỉ có 1,900,000. Chứ bình thường nếu mà quý anh chị em thấy là nếu mà người ta muốn rẻ lừa nữa là người ta lấy cây chèm lai, cái chèm đấy là bên mình bán chỉ bán với giá là 1,2 triệu một ghế thôi, và 1,2 triệu đấy nhá, mà còn sơn màu đẹp y như vậy luôn. Quý anh chị em có thể thấy là người ta lợi nhuận biết bao nhiêu. Còn đây chính hiệu hàng gỗ gõ đỏ. Và đây mình cũng cho quý anh chị em xem cái phần dưới gầm. À, mời quý anh chị em. Đó, mình có thể thấy là cái gỗ có đỏ thì mình sẽ chè ra, nó cũng có màu kem kem, nhưng mà nhìn kỹ thật là kỹ thì cái vân cây của gỗ có đỏ nó sẽ đẹp hơn nha. Cái vân cây của gỗ có đỏ nó sẽ đẹp hơn cam xe. Cam xe thì ok, nó cũng có vân cây, nhưng mà cái độ vân của nó sẽ không có đẹp bằng gỗ có đỏ, nó chỉ hơn nhau ở chỗ cái vân thôi nha quý anh chị em. Còn nếu mà xài với cam xe với gòn gõ ấy, thì hàng cam xe nó thuộc loại là tứ trụ, tức là nó thuộc loại cứng ấy. Cứng thì xài gỗ gõ cứng không cứng bằng gỗ căm xe nha quý anh chị em. Và để chứng minh điều đó thì mình sẽ có cái cân ở bên đây, mình sẽ cân cho quý anh chị em xem nha. Rồi mời anh Thọ. Đầu tiên thì mình sẽ cân cái ghế dây gỗ gõ trước nha. Có bao giờ ai mà đi cân ghế bao giờ chưa, các bạn thắc mắc tò mò chưa? Hôm nay mình sẽ cân cho quý. Rồi. Đây, mời quý anh chị em xem. Chiếc ghế dây gỗ gõ đỏ này giá ký của nó hiện tại là 27,1 ký nha. Rồi, xuống này. Tắt ở xuống dưới. Rồi. Rồi mình sẽ giờ mình cân cái cam xe cho quý anh chị em xem. Đúng hàng cam xe thì cái chất lượng của nó rất là khác nha. Chứ hàng cam Nam Phi với cam Úc ấy thì nó cũng không thể nào bằng cam Việt rồi. Cam Việt, cam Lào là số 1 rồi. Đó, quý anh chị em thấy không?
chất cây gỗ căm xe này nặng tới 31 kg lận nha, 31 kg, kinh khủng không ạ? Nếu mình tính ra khối gỗ thì cái hàng này nó nặng hơn rất là nhiều nha. Rồi xuống đây, và cuối cùng thì mình sẽ cân luôn cái ghế chèm cho quý anh chị em xem luôn nha. Đây, cái ghế chèm đấy thì mình có thể thấy cái ký của nó sẽ là 21 kg. Hàng này thì mình có thể thấy là hàng này là mình đã để khô rồi nha. Còn nếu mà nó muốn lừa quý anh chị em rất là dễ. Hàng chèm, ví dụ như quý anh chị em có thể thấy là cây nó còn tươi á, thì nó còn có độ nước á, thì mình cần lên úp. Hay em tha, mình hay thấy các bác dồ bê ghế nặng nặng, bê mấy cái ghế đôn á, thấy nó nặng nặng, tưởng là hàng căm, nhưng thực chất là hàng cây đó, cây căm, các cái loại cây đều nó có nước. Do vậy mình có thể thấy là mình có phơi khô hay không á, thì cái chất lượng sản phẩm của mình nó mới tốt. Ví dụ như những cái dòng này, quý anh chị em xài từ 30 năm là chuyện rất đỗi bình thường. Dòng cây quý quý anh chị em xài cả 100 năm là bình thường. Tại vì sao vậy? Tại vì những cái cây này mình đã phơi khô. Do vậy thì những cái độ khô rồi ấy, thì cái cây ấy, nó sẽ thứ nhất là tránh được độ co ngó này, thứ hai là nó tránh được găng xé nứt. Đó, đấy là những cái quyết định rất là quan trọng. Nó xài mà tự nhiên mình đang xài những cái bộ ghế như cái căm chẳng hạn đi, đang xài mà nó xé tẹt từ trên xuống dưới như vậy ấy, thì coi như là quý anh chị em làm sao mà xài được kẻ 50-60 năm, đúng không ạ? Do vậy chất lượng của sản phẩm mình sẽ quyết định ở 3 yếu tố sau đây. Thứ nhất là chất cây, thứ hai là độ cái kỹ thuật xử lý, và thứ ba là nước sơn có đẹp không. À, cần tư vấn những sản phẩm đẹp thì quý anh chị em có thể liên hệ bên xưởng gỗ Hona.com nha, và giao hàng tới không dấu mô tả, quý anh chị em trả hàng cho bên mình hoàn toàn miễn phí.